Lai mấy đứa ơi, nay lai trễ dữ rồi mấy đứa ơi. Nay lai trễ á, lai 2 buổi rồi là lai trễ nữa nha. Rồi, hello mấy em. Nhiều em lên xem rồi. Bao nhiêu em xem rồi. Mười hai em lên rồi. Tối like gì? Đang like luôn nè mà không chịu lên xem kìa bé nhân kìa. Sao mà đâu mất tiêu rồi, sao không hiện comment cho người ta đọc đi. Lại nữa rồi, nó bị cái này nữa rồi. Được rồi, hẹn comment lên đọc coi. Như người ta tám em lên này kìa, Hugo cái gì Quyết chưa chưa hiện comment nữa mấy đứa ơi. Nãy giờ nó chưa hiện comment, nó chưa có đọc được nữa kìa. Cái máy này nó bị sao? Ủa bộ lắc hay vậy? Mấy đứa xem có bị lắc không vậy mấy đứa? Sao cái laptop của anh coi nó lắc dữ người ta. Rồi không hiện comment lên luôn, khỏi đọc luôn. Ô tài. Kỳ vậy ta. Tắt nghe. Mười em lên là lắc quá, vậy là lắc dữ à? Lắc quá hả? Lắc quá anh rồi, lắc dữ rồi. Bởi vì nói sao mà trên cái laptop cũng không xem được. Rồi thanh kiều bé cai luôn, mấy ngày nay bé cai mất tiêu luôn nghe, thanh kiều bé cai luôn. Lắc quá lắc rồi, làm sao đây? Kỳ vậy ta? Kỳ vậy? Rồi nó hiện comment đọc được chút rồi nè. Mấy đứa ơi, sao rồi, xem đã hết lắc chưa hay là sao? Còn lắc dữ lắm hả? Tại cái máy của anh ta. Máy của anh nó bị gì? À, nãy em còn tưởng anh không like, không phải. Giờ này chị mới về, mấy đứa chị đi làm móng sáng giờ chuẩn bị. Tại ngày mai thì đi đám cưới nè. Ngày mai là đi đám cưới mấy đứa, bởi vì là chị đi làm móng á. Rồi, hello, hello bé Cai luôn. Bé Cai là tặng được 16 bông hoa. Hai mươi mấy vòng luôn. Bé Cai tưởng nó trốn mấy ngày nay mất tiêu luôn. Ủa liver 6, ủa liver 6 anh 450 mà mấy đứa. Liver 6 được 450 nè mấy đứa, nhiêu rồi? Overthinking hello luôn. Rồi hello bé Vịt luôn, hello bé Hai luôn, hello bé Cai Bảo đẹp trai Hata Nguyễn Ngọc gì ạ nè. 450 mà mấy đứa nhiêu ạ? À? Tới liều ơi ơi cái này 450. Ừ rồi, hello bé Lu luôn, 28 em lên này kìa. Có ai cho liều phê uống coi, mới vừa like nè, cho liều phê uống ơi. Ai cho liều phê uống thấm giọng coi. À, hờ hờ rồi, hello hờ hờ luôn, hello Hugo luôn. Team Odin Razor với con nào nữa anh? Team Odin Razor với lại thêm, bây giờ thêm một con bây giờ đợi A thêm con A nữa là ngon luôn. Con A hoặc là con T gì đó. Giờ gắng đợi chuẩn bị sự kiện tới, tới nè, tới đích rồi nè mấy đứa ơi. Rồi thanh kiều bé Vinh luôn, bé Dương luôn, đã cho thầy một cái gì đã share bài của thầy luôn. À, của anh tới 400, của em là 250 à anh ơi, sao
quên tới 400 là sao? Anh hiện tại 450 nè. À, em lấy được rồng đê rồi, quá đã luôn. Mấy đứa đợt này lấy đê đã nha, mấy đứa ơi lấy đê đã. Thì cũng đang cố gắng tranh tranh thủ lẹ lẹ để bắt kịp được mấy đứa mới được. Bây giờ là phải gắng cố gắng bắt kịp mấy đứa đây. Ủa còn lắc không mấy đứa? Mấy đứa xem có lắc không vậy? Sao mà cái máy anh lắc dữ ta? Hết rồi hả? Hết rồi hả? Ừ. Vậy là cái laptop của anh nó chuẩn bị rồi đó, tới thời rồi đó. Sắp sửa rồi đó. Rồi vậy này là nó không có thấy gì luôn rồi. Nhưng mà nó còn nhảy comment cho đọc có mấy đứa, nó còn nhảy comment đọc là còn đỡ. Còn được nha. Game này đó chơi hay giờ quảng cáo khó chịu. Không phải, bây giờ nó bắt em là phải nợ B, em nợ B lên VIP nó mới hết quảng cáo nha. Còn nếu mà không không nợ B lên VIP là nó còn quảng cáo hoài gì đó. Ước được vào LAN thầy. Trời ơi, cái LAN của thầy đâu? Cái LAN của anh Trang mấy đứa ơi. Cái LAN thầy đang ở là LAN của anh Trang chứ thầy nha. Thầy qua ở ké thôi à. Thầy qua thì ké. NAB là từ cấm mà thầy. Ờ đúng rồi, NAB á. NAB là từ cấm á. Cái đó phải NAB hả anh? Đúng rồi, em NAB lên đó, em NAB lên VIP là mới hết hết quảng cáo nha. À, bỏ ít nhất 29 cành ra để hết quảng cáo. Ờ đúng rồi, 29 cành vô là hết quảng cáo à. Thầy tạo LAN anh em vào chung được ha? Được. Không phải là không tạo, thầy có cái LAN luôn rồi mấy đứa, có cái LAN luôn. Mà tại vì á kiếm kiếm rim khó quá đó, gọi cái gì mới qua bên LAN của mình Trang kiếm đỡ, hiểu không? Cũng như là mỗi lần mà chiến sự kiện á, là một lần chiến sự kiện là qua LAN của mình Trang là được. Sự kiện chiến LAN á là khi mà kết thúc chiến LAN là cũng từ sáu sáu mươi mấy, sáu mấy rim. Còn cái LAN của anh thì kết thúc sự kiện thì mấy đứa chắc tầm được 20-30 rim gì là hết lắp rồi. Rồi hello bé Lu, LAN của bà Trang mà thầy đang ké. Đúng rồi, LAN là LAN của Trang mà. Em cửa hai tốn 2/5 gương. Trời ơi mấy đứa này sao mà nó may mắn dữ vậy ta. Rồi đợi xíu nha, bây giờ là anh thầy còn đi cho gồng ăn với lại đi battle nè. Rồi hello bé Linh luôn. Rồi hello bé Gum luôn. Năng device nên năng bên nào? Device em năng cái mask lesson em ơi. À, em năng bên mask lesson nha, em đừng có năng ray lesson nha. Năng mask lesson á. Rồi đi cho gồng ăn. Đi cho gồng ăn rồi đi chiến nữa. Một hai ba bốn năm sáu chín mười mười mười. Rồi. Hôm nay em hên quá đã luôn rồi, cấp cứu sáng em đăng bài có Atomic cái bị bà Trang gỡ. Ủa sao kỳ vậy? Sao Trang nó gỡ vậy? Sao Trang gỡ của em ơi? Hôm nay em hên, em mới chơi thì nên nuôi gồng gì vậy? Chung Trực ơi, em mới chơi á thì bây giờ em có những con nào mà gái nó cho em á là khi mà chúng ta chơi là chúng ta vào chúng ta liên kết với lại phở bò nè. Chúng ta liên kết phở bò á, thì gái nó cho chúng ta được cái con ba nguyên tố là con trâu, năng con trâu đi. Mấy đứa năng con trâu xong. Rồi sau đó chơi được bao nhiêu ngày nó sẽ cho chúng ta cái con Guardian đó. Rồi mấy đứa năng con Guardian luôn. Con Guardian rồi, con trâu với con Guardian là hai con là mấy đứa đã có 6 nguyên tố rồi. Vậy là bây giờ còn thiếu là Legend. Ủa mấy đứa còn thiếu là ánh sáng bóng tối, ánh sáng bóng tối nước với lá. Ánh sáng bóng tối nước với lá thì mấy đứa kiếm cái con nào mà có nước đi, nước lá hoặc là nước ánh sáng bóng tối gì đó, năng con đó nữa là được rồi, là chạy ra ba con. Mấy đứa có chín nguyên tố là mấy đứa hay đi cái sò không gãy đâu. Mấy đứa newbie mà chín nguyên tố là đi cái sò không gãy đâu mấy đứa. À, tôi mới chơi được cầm đơi, mới chơi được cầm đơi là bá cháy quá ngon cuộc đời luôn. À, mấy đứa có gì cho thầy xin một xe nha mấy đứa ơi, mấy đứa nhớ xe của bà, xe bài của thầy nha mấy đứa ơi. Xe cái bài like nè, để đừng có cho nó bị cái lớp kênh thôi. Cái kênh này có điện bị tấp tấp, nó bóp tương tác hoài vậy đó. Còn có mấy chục người nữa là lên được 22k người follow rồi mà cũng khó khăn chết luôn vậy đó. Không biết làm sao mà kiếm được follow nhiều nhiều chút lên được 2k follow của mấy đứa. Giờ là phải gắng cố gắng cho cái game này chúng ta nó vươn tầm thế giới mới được. Rồi Thanh Kỳ bé Rum đã cho thầy một follow luôn.
gồng bơi yếu lắm như bia tập đánh. Đúng rồi, gồng đã mấy đứa có gồng D rồi thì không có nên xài bơi nữa. Con bơi á, mấy đứa xài trừ khi mấy đứa không có con D, mà mấy đứa đã có D rồi thì bỏ con bơi luôn đi. Con D nó mạnh hơn biết bao nhiêu mà nó bút đã nữa. Em lấy được gồng bơi rồi, gồng bơi nó cũng làm cảnh không à, làm kiểng mà lấy cho có gì đó mà. Thầy ơi, em cấp 5 mới mở được hai gương lấy được không thầy? Cái gì? Em mới hả? Ồ, không kịp đâu. Mà giờ này đang level 5 là hơi bị hiu đó mấy đứa. Giờ này mấy đứa đang level 5 là mấy đứa hơi bị hiu á. Trời, thầy mới vừa lên level 6 nè, thầy phải đi lẹ nè. Giờ này thầy cũng đang bị hiu lắm nè. L với B con nào ngon hơn? Con B ngon hơn con L còn phế hơn nữa. Con L nó còn phế hơn con B nữa mấy đứa. Em mới lấy được gồng kim cương của tháng. Đúng rồi, nói gì nè mấy đứa ơi, cái con gồng tháng đợt này á là mấy đứa đừng có nên mắc nó nghe, mấy đứa phải gán lấy cho nó còn được. Tại vì á, chúng ta không có nuôi gồng le dành nhưng mà chúng ta phải complete đủ 12 tháng đó. Mấy đứa complete đủ 12 tháng là mấy đứa sẽ được tặng habitat nha, cái mega habitat. Cái mega habitat nó không có ngon ngày xưa á, nhưng chúng ta là nguyên con D, tặng free con D luôn. Khi mà mấy đứa có được 12 con gồng tháng á là nó sẽ tặng cho chúng ta một con D, con gồng D free. Còn bây giờ tự nhiên đổi qua nó tặng Mera Habitat, bó tay. Rồi bé tóc luôn. Ồ, bé Nghĩa giờ này mới lên nha. Bé Nghĩa cái này thấy không lên xem gì trơn. Ship đội hình con thổ dân mạnh nhất trong team Golden S rồi Odin. Được được em, newbie là được, nhưng mà em đừng có để con mạnh nhất trong đội hình nha, phải đều nhau. Năng một con mạnh nhất trong đội hình là mấy đứa gãy liver, mấy đứa bị gãy liver. Mấy đứa thường mấy đứa đi là ưa bị hai cái, một là gãy liver, hai là gãy nguyên tố, với lại lắp cái series sai nữa, lắp series sai nữa. Không nên là dồn vô một con mạnh quá. Gõ nguyên tố liên tục không biết lấy được Seodin không nữa. Gãy nguyên tố liên tục nữa, gãy dữ rồi. 39 em rồi, sau giờ này không ai xem like chân kìa. 40 rồi, cuối cùng cũng lên được 40 rồi mấy đứa ơi. Bốn mấy em xem coi, lên đông đông mấy đứa ơi. Nay là chị đi 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 làm neo á, rồi rồi thầy phải giữ thằng thằng con, giữ thằng con. Trời ơi, nó ngủ trên 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 ngực nó đuối. Chị về tới là bắt đầu là thầy bay qua đây là live stream rồi. Buổi tối nay chúng ta còn live tiếp. Gãy nguyên tố là sao? Gãy nguyên tố là những cái nguyên, chúng ta có tổng cộng là 15 nguyên tố phải không? Mà mấy đứa có tầm 6 7 nguyên tố thôi là mấy đứa bị gãy nguyên tố. Hiểu không? Rồi hello bé Tài luôn, hello YouTube luôn. Làm sao để có nhà live thứ hai vậy thầy? Nhà live thứ hai á, mấy đứa muốn có là mấy đứa phải đi cái bát này mấy đứa nè. Mấy đứa nhìn theo cái mũi tên của con chuột của thầy nè. Nè bấm vào bát nè. Đây cái nhà live thứ hai nè, mấy đứa thấy không nè. Cái này nè, Hecha Den nè. Khi mà chúng ta không có mua, chúng ta không có bay cái bát này nè, không có bay cái bát. Nè cái bát giá là 129 cành, nếu mà mấy đứa không bay á là mấy đứa chỉ nhận được có năm cái nhà live thôi nè. Đó, năm cái nhà live thứ hai. Khi mà mấy đứa đạt cái mốc là 5K9 nha. 5K9 điểm bát là mấy đứa sẽ nhận được năm cái nhà live thứ hai. Đó. Còn nếu mà mấy đứa bay cái bát này luôn á thì mấy đứa sẽ có thêm được ở dưới đây nữa. Nè, ở dưới đây nè, thấy chưa? 5 cái nữa là chạy ra. Một tháng chúng ta sẽ có 10 cái nhà live. Đó. Nếu mà mấy đứa bay cái bát này với giá 129 cành thì mỗi tháng mấy đứa sẽ có 10 cái nhà live. Rồi thêm là cái vụ mà trứng nè, double double S nè, thấy không? Đó, double S là mấy đứa có trên đây và dưới đây nữa. Rồi thêm một cái đây nữa là một tháng chúng ta có 3 cái double S. Đó, 3 cái double S và 5 cái hatching nè. Thì lý hóa trình luôn đó. Rồi cảm ơn Rồng Tiên luôn, cho thầy một cây kem. Trời ơi, có đứa nào cho thầy ly cà phê uống không mấy đứa ơi? Khát nước quá mấy đứa ơi, cho xin ly cà phê mấy đứa ơi. Level 6 tốn muốn xỉu. Đúng rồi, bây giờ đợi 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 thầy chiến lắm đứa ơi, đợi thầy chiến xong rồi thầy sẽ chiến tiến vào và đi level 6 rồi đó. Quà chắp 6 một bước hơn 500. Bé Thành ơi, Thanh Kiều với Thanh được một ly cà phê. Một ly cà phê ban mê. Hộ đắc chọn skill nào anh?
Đắc á, mấy đứa chọn Stormstone nha. Đắc là chúng ta chọn Stormstone đó mấy đứa. Chọn cái tử chữ nào có Stormstone đó, cái gì? Cái Stormstone là giống như là cái gì? Cái bia mộ hay là sao đó ai biết đâu. Level 6 đủ qua không anh? Level 6 một gương. Được rồi em. Hiện tại level 6 là thầy chưa có đi step nào luôn nè. Bởi vì em là vậy là được rồi. Thiếu thức ăn quá thầy ơi, thiếu thức ăn mấy đứa vào cái chỗ mà khuynh khí cầu á mấy đứa. Mấy đứa xem quảng cáo đỡ đi. Mấy đứa xem quảng cáo đỡ đi, mấy đứa có thể quay qua được được thức ăn đó. Mới qua level 6 mở một gương có chậm không? Nhanh rồi, hiện tại anh chưa mở gương nào hết trơn á. Chút xíu chuẩn bị mở nè, chút xíu là nó tiến vào mở nè. Tối nay thầy like không? Tối nay like tiếp nha, tại vì bữa nay buổi trưa like trễ. Đáng lý ra thì mấy đứa biết là buổi trưa là thầy sẽ like 12 giờ, 12 rưỡi thầy like rồi. Nhưng mà giữ thằng nhóc tới giờ mới được like. Quảng cáo 900 ca phút, đúng rồi, quảng cáo 900 ca phút rồi mấy đứa. Em sẽ gán cho Odin cái series boost cho team với năng hệ smart. Đúng rồi, Malaxin á. Malaxin là ngon luôn. 50 em rồi, 50 em rồi, mỗi một xe nha mấy đứa ơi. Chia xe cho thầy một xe nha. Nó chia xe bài like cho thầy một xe bài like mấy đứa ơi, có gì cho nó im cái rồi. Cảm ơn bé Phú luôn đã xe. Chị bé Phú. Cái level 6 nó còn chát hơn cháp nữa anh, đúng rồi. Sao gì vậy? Sao chép liên kết nó lên là vụ gì? Level 6 em đi được rồi, thanh kỳ vé gồng tiên, gồng tiên được hai cây kem nữa. Hai cây kem đỡ khổ mấy đứa ơi. Chúc coi mà gương có 1k à anh. Rồi cảm ơn bé Khắc luôn. Cảm ơn bé Khắc, bé Phú luôn đã share bài like của thầy luôn. Mấy đứa share lên nền tảng ở gì giúp là hoặc là phở bò vậy mấy đứa. Mấy khác á. Cho nhiều, nó đừng có bị lớp cái kênh của thầy nữa. Like mà chừng nữa like mà tầm cả trăm người xem á, lúc đó là mới vui mấy đứa ơi. Đông anh em vui đã. Giờ kênh bị lớp quá trời rồi. Rồi Thanh Kiều bao lô đã follow kênh luôn nha, Thanh Kiều bé bao lô luôn. Bao lô. Bao lô. Nghe từ từ quá. Bao lô 52 cho tôi 10.000 coi. Anh thợ tóc may mắn rồi ơi, cái thằng thợ tóc này sao mà nghe. Thợ tóc cái này không còn cái bông nào luôn ha, thợ tóc này rồi rồi. Thợ tóc cái này nhiều người hớt tóc mà không cho thầy được cái bông nữa. Đánh Arena à, cái gì vậy? À trả lời bé Lu quá hả? Chưa, thầy đang đi kiếm bí kíp của công nè. Để Kim Cương nâng chỗ ấp với cái cổng được không? Trước tiên mấy đứa nên nâng cái tổ ấp trước. Lúc nào mấy đứa cũng phải gán tích làm sao mà mấy đứa, khi mà cái dạng như mấy đứa mới vừa chơi luôn, mấy đứa gán tích lũy làm sao mà mở được ba tổ ấp. Ba tổ ấp lúc đó là mấy đứa mới có được cái thời gian được. Lúc đó là mấy đứa ấp mấy ấp dễ và ấp được nhiều cái con khác nữa. Đó, tại vì cái nhà lai lúc nào nó cũng sẽ sớm hơn cái nhà ấp hết trơn á. Mấy đứa like xong, cái mấy đứa qua là bên kia chưa ấp xong nữa, là cuối cùng là có một tổ ấp, hai tổ ấp là hơi bị kẹt. Mấy đứa từ ba tổ ấp trở lên mới đỡ khổ. Rồi, thợ tóc may mắn, ba cái bánh kem, cảm ơn em. Đù còn người chơi nữa hả ta? Còn chứ bộ. Ơi, game này ta đang nổi mà bộ, tôi phải làm cho game này nổi lại mới được. Kể chuyện ma đi thầy. Kể chuyện ma đi thầy ạ. Chú tới đâu rồi, mới tới level 6 à. Mới vừa kịp cập bến level 6. Rồi xong nè mấy đứa ơi, bắt đầu vào level 6 nha. Chúng ta vào level 6 đây, đây đây. Anh thợ tóc, ôi một cái kem Thanh Kiều em luôn. Hôm nay bèo nha, hôm nay like bèo rồi. Còn mới xóa tháng trước. Trời ơi, xó uổng vậy, èo ơi. Tải lại liền, download lại liền, download lại liền. Vào đây, vào cái khóa huấn luyện này liền. Nè, mấy đứa thấy không? Cái này là gọi là gãy nguyên tố là vụ này nè, mấy đứa nè, nhìn nè.
Đây chính là khi mỗi lần mấy đứa chiến là nó sẽ cho chúng ta là chỗ này là 15 nguyên tố. Tức nghĩa nếu mà mấy đứa gồng mấy đứa có trong những cái số nguyên tố này là mấy đứa không có bị gãy. Đó, mấy đứa cứ chiến thoải mái. Còn những cái trận mà nó bắt buộc chỉ còn có 4 nguyên tố, 3 nguyên tố, 2 nguyên tố hoặc là 1 nguyên tố đó. Đó, lúc đó mấy đứa mới gãy đó, lúc đó mình mới đào đó, đào sót đó. Cái này nè, giống như chiến tiếp nè. Đây. Nè, thấy chưa? Bây giờ nó giật lại chỉ còn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi. Đây. Mấy đứa có được ánh, mấy đứa có được sấm sét rồi bà kim cương rồi ánh sáng rồi divine A, B, T thì mấy đứa sẽ được chiến. Còn nếu mà mấy đứa chiến không được là bắt buộc là Intern Win. Mà cái thấy cái Intern Win mấy đứa thấy không? Intern Win là 1k rưỡi. 1k rưỡi step là gòi khủng bố luôn. Chụi luôn. Bấm vô 1k rưỡi là chụi hết trơn luôn. Đó, gãy nguyên tố là dự vậy đó. Một bước em tặng mấy đi muốn chửi. Ủa, gồng lờ yếu hả? Gồng lờ bị bèo rồi mấy đứa, gồng lờ bị bèo lắm rồi. À, bây giờ tiếp tục chiến tiếp nha. Nè, còn có 3 nguyên tố này thấy chưa? Nước, sấm sét với lại divine thôi. Nếu mà mấy đứa không có 3 nguyên tố này thì mấy đứa không có chiến được. Đó, không chiến được thì bắt buộc mới đi vòng. Đi vòng thì cũng dữ nữa. Đó, đi 54 em lên rồi kìa. Em nào chưa chúc follow cho thầy một follow kênh nha. Hai chúc follow kênh thầy cho thầy một follow kênh nha. Nè, 2 nguyên tố luôn nè mấy đứa, còn 2 nguyên tố luôn nào. Hèo ơi. Éo có em làm gì cũng. Rồi Thanh Kiều em đã mà lo luôn. Ôi đi mấy ngày trời đất ơi, giờ này nó khoe với tôi rồi. Đậu vọng giờ này nó có Odin nó khoe rồi. Bây giờ thầy đi cánh này đi. Y thèo ơi, một step là một nỗi đau. Thôi đi dưới đây đi. Đi dưới đây đang chiến. Rồi rồi không đủ rồi, rồi không đủ rồi, rồi không đủ luôn mấy đứa. Quá dữ, một step là quá trời luôn. 550, 528. Eo ơi, em lấy chìa. Chìa ở giữa, chìa giữa này hả? Chìa giữa hả? Vậy bây giờ đấy không không biết kịp không nữa mấy đứa ơi, giờ này còn có 4 ngày à mấy đứa, 4 ngày chắc kịp nha, 4 ngày còn kịp á. 2 ngày cuối xong map cuối kịp không chú. 2 ngày cuối xong map cuối. 2 ngày cuối mà xong hết map cuối này là được nha. Hiện tại chúng ta còn thời gian 4 ngày. Bây giờ thì còn có 4 ngày thôi đó mấy đứa ơi. Cố lên mấy đứa ơi. Bây giờ thầy bèo luôn nè. Rồi bây giờ thầy sẽ tiến vào đanh nha. Những đanh. À quên nữa, mở vé đi mấy đứa. Mở vé để kiếm luôn nha. Để coi. Đây 90 vé. 90 vé thôi bây giờ chiến đanh đi. Chiến đanh rồi bắt đầu... chiến thêm cái mơ đi thêm mới nữa bắt đầu là vào luôn, vào vào mở vé luôn mấy đứa ơi. Đợi xíu chiến xong rồi chúng ta sẽ vào mở luôn. Normal. Normal level 6 là gần 23k hả? Level 6 gần 23k. Em đi đón em đây bay thầy. Rồi bye bye bé tiên chút xíu lên nha. City không phải Phi Long ơi, cái này đi mail Mania nghe em Phi Long. Phi Long mới tới kênh cho mình xin một follow kênh nha Phi Long ơi. 52 anh em xem kìa, ai chưa có follow kênh cho thầy một follow kênh luôn mấy em ơi. Thanh Kiều mấy em rất nhiều luôn. Rồi hello bé anh. Cái gì mới lên kìa. Mình xin đi phải không? Mới lên phải không? Bữa cách sồi ven vài bước nữa có gầm đây mà hết sự kiện. À sự kiện 10 ngày trước đúng không? Cái gì vậy sao mà đắt chứ không được. Ủa bị phá mỏ vậy mà sao không được ta. Rồi. Ủa có bị phá mỏ không vậy? Chắc bị phá mỏ hay gì. Ủa sao thấy đâu có thấy phá mỏ đâu mà sao bút đắt vô không được vậy. Thầy có NAB không mà sao mạnh vậy? Không, không, hồi lúc trước có nghe, hồi lúc trước là có NAB nha, còn bây giờ là không. Không có NAB nha. Rồi cảm ơn Xanh Hôm 123 đó follow kênh thầy luôn. À, nãy bị khóa rồi. À bị phá rồi hả? Bởi vì nó chắc khóa mỏ hay gì vậy? Tôi thấy không được. À, cái gì chưa kịp đọc của Hào nó nhanh quá.
Em đi học đây, cái gì mà đi học nữa rồi, mấy đứa giờ này mà mấy đứa còn đi học bỏ thầy nữa hả? Nghe nè, phá mỏ nè, bởi vì nó sao đánh được, phá mỏ hoài gì đó. Em đi vào 50 mà có toàn gồng xịn nè, LDB gì là cũng được rồi, LDB mà được rồi. Nhưng mà đợi nè, xong sự kiện này chúng ta sẽ có sự kiện T nha. T đợt này nó tuy nó hơi bị lỏ xíu nhưng mà đối với mấy em nó là ngon, nó là cực phẩm đó. T đợt này là hơi bị lỏ đối với mấy em thôi. Ủa, hơi hơi bị lỏ đối với thầy thôi, còn mấy em là ngon đó. Một thứ tập luôn. Em chuẩn bị lấy T đây. Đã dữ không, chưa có mà đòi lấy cái gì. Giờ em qua map 6 có kịp lấy kịp, em qua map 6 giờ này vẫn còn kịp nha. Còn 4 ngày đó, 4 ngày thì chúng ta làm bình quân mấy đứa là 450, mấy đứa 450, mấy đứa nhờ thử coi nha. 450 thì 450 là 9 9 9 9 là 22 K7. 6 tiếng là mấy đứa có 2 K7, vì mấy đứa lấy 2 K7 nhân với lại 4 coi. Mấy đứa lấy 2 K7 nhân 4 thì nó bao nhiêu? 2 K7 với 2 K7 là 5 K4. 5 K4 dưới 5 K4 là nó 10 K8. 10 K8 một ngày mấy đứa, 10 K8 một ngày mà 4 4 ngày là mấy chúng ta có là tới gần 44K. Gần 44K mà trong khi đó là cái ở level 6 là chúng ta chỉ tốn khoảng tầm 25K thôi. Đó, vậy là mấy đứa dư sức đó. Là 14 ngày cuối là mấy đứa sẽ kiếm được là 44K đó mấy đứa, 44K, 44K giúp chơi á. Có Odin ghẹo thầy đã dữ rồi, thầy chưa có nè. Level 6 này chapter gì ít hơn chapter 1, đúng rồi. Tại vì cái con nhị lang của nó có 21 mảnh thôi, còn cái chapter 1 chúng ta nó tới 24 mảnh của con series lận. Em dán cài lấy mảnh lượm thêm gồng đê thôi, đúng rồi. Đổi gồng mà có sự kiện có con gồng tím á thầy, đổi chỗ nào vậy? Cái gì đổi gồng mà có sự kiện có con gồng gồng tím, đổi gồng vụ gì ta, nói gì ạ? Em mới chơi nên năng. Ủa cái gì, chưa kịp đọc nữa rồi, rồi nhanh quá. Để tải lại chơi với chú, đúng rồi, tải lại liền, tải lại liền. Cái gì mấy đứa ơi, anh ơi, bơi nên gì anh ơi, bơi nên năng không, bơi bơi mấy đứa năng cái chữ gì mà incapacitating gì đó không biết nữa. Đúng rồi đó, bơi là mấy đứa năng cái chữ incapacitating gì đó không không nhớ nữa, cái chữ đó từ nào đó mấy đứa. Con gonad mặc gì anh, con gonad mặc gì là sao? Tối đa level 6 cần 53K step gì dữ vậy? Sao mới nãy nói là hai mấy ca mà sao mà tối đa 53K dữ rồi trời. Nhưng mà sáu làm gì 53K test dữ à, đúng dữ à. Mới nãy nói hai mấy ca gì mà thằng nào nói hai mấy ca. Có cỡ 15, đúng rồi. Vậy tính gãy hết luôn. À, tính gãy hết luôn hả? Là không. Nếu mà mấy đứa bị gãy hết đó hả? Mà chúng ta đi đi khiếp luôn đó Phong, đi khiếp này kia nọ luôn hả? Hoàng ơi, tự nhiên quýnh vô bạc vào. Cái gì vậy? Em 4 trên 5 nè, tầm hai mấy ca à. Rồi, còn có bốn mấy em xem vậy mấy đứa ơi, lên mấy đứa ơi. Đứa nào chưa có xe bài like của thầy cho thầy xin một xe mấy đứa ơi, xe vô cho cái email chúng ta nó trở lại với thế giới mới được. Đi mail cái này bị tụt hậu rồi à. Bây giờ chúng ta phải kéo đi mail lên mấy đứa ơi. Có vào lại ạt được. Nếu lúc trước á, mà con có đăng nhập vào cái phở bò với lại GG thì con tải về cái con đăng nhập phở bò với GG vô là lấy là ạt được nha. Bộ item đôi cánh với trái tim có tác dụng gì? À, đôi cánh với trái tim đó tác dụng là boost cộng với D thêm vô này, chỉ cần đôi cánh với trái tim thôi, đừng có gì nhiều hết trơn. Đôi cánh trái tim thí vô tối nay, lại nữa nha bé Quân.
Tối nay là thầy lại tiếp mấy đứa ơi. Tối nay 8 giờ gặp mấy đứa trên trên live tiếp tục nha. Có bé xin ơi, bé xin ơi. À, ngày mai á, ngày mai là thầy không biết có like được không mấy đứa, tại vì ngày mai là làm thầy đi đám cưới rồi, mai với ngày mốt hai ngày lận mấy đứa. Ngày mai là nhóm họ, nhỏ đám cưới nhỏ em gái bạn dì ruột với thầy. Đó, nhỏ em gái thầy. Là ngày mai là nhóm họ là buổi chiều đó mấy đứa. Buổi chiều nhóm họ rồi sáng sáng mốt là đám cưới. Vậy là ngày mai với ngày mốt là hai ngày không có like được đó mấy đứa ơi. Ba mấy đứa tới hai ngày lận đó. Gồng đơi chắc ngon nhất trong sự kiện, đúng rồi, gồng đơi đợt này là ngon nhất mà đang sự kiện đơi nó đơi nó ngon nhất, đang là ngon nhất luôn đó trong sự kiện đợt này á, ngon Odin là ngon nhất luôn, Odin là ngon nhất trong sự kiện đợt này. Cửa năm kiện thầy. Cửa năm mà bây giờ em đi được mấy em mở được mấy gương rồi bé Food ơi, Food Boy ơi. Em mở được mấy gương rồi. Đi vào năm em mở được mấy gương rồi. Để coi nhắm thời gian có kịp không nha. Chưa có gương nào thấy hiu quá. Chưa có gương nào thấy hiu rồi. Không được rồi, em ơi, chưa có gương nào là thấy em hiu lắm á. Cửa 4 rồi, bé Nam cửa 4 là thua luôn, bé Nam ơi, cửa 4 là thua rồi. À, em lấy con Odin rồi, rồi, bé Chanh quá hay luôn, lấy Odin rồi, quá im. Mấy đứa lấy Odin hết trơn rồi, sao mà thầy trễ quá mấy đứa ơi, thầy cũng nôn nao hết trơn đi nè. 4 năm rồi, thầy đã bị mất combo Odin 4 năm rồi, bây giờ nó mới comeback lại đó. Gắng lấy mới được, thức 12 giờ lấy thêm điểm đi bạn. Cái gì lúc em mắc ạc level 50 toàn gồng L mà tạo ạc mới chơi gần level 50 có L để bơi ngon luôn. Bây giờ nè mấy đứa chơi á, còn có thầy hướng dẫn với mấy anh em chúng ta bây giờ hướng dẫn nhau. Hồi đó thầy chơi thầy ngu bà cố ai đâu chỉ thầy. Ảnh thằng ơi, chưa biết con gồng le dành là gì. Chưa biết cách like gan gồng gồng le dành luôn, còn like mấy con dung chết chứ. Chết thiệt chứ. Tự nhiên cái bữa đó like, nhớ chơi nè, cái năm 2016 á. Cái sao mà like ra con gồng le dành mà nó, ủa. Sao mà tự nhiên like ra con gồng mà tới 2 ngày dưới trời, đắp gì lâu dữ mà. Đó con gồng mình like ra 2 ngày mà chưa biết con gồng đó là con gồng le dành luôn. Dở gì đó. Giờ xong kênh của thầy là em không biết gì nữa. Năm cửa 3 4 em mở một gương ra chìa, cửa 5 2 gương, trời ơi công nhận mày may hết, may mắn hết cái thằng thiên hạ luôn rồi. Mới vô cửa 5 rồi thầy, bé nào mới vô cửa 5 mà hả, mới vô cửa 5 thấy hiu ơi. Hiện tại thầy đang cửa 6 nè. À, cửa năm mà em mở tầm 3 gương trở lên đi rồi còn 2 gương cuối thì có thể chắc kịp á. Cửa năm em chưa mở gương nào thấy hiu quá. Nếu mà có môn mà em, nếu mà em may mắn em mở được một gương ra lưa ra cho được cái thay á thì em lên level 6 là còn kịp nha. Còn em mà đi vòng vòng này rồi luôn rồi đó. Chắc không kịp rồi, nhân phẩm, đúng rồi, nhân phẩm lên cửa 6 là kịp nha. Giờ này mấy đứa mà lấy thay lên cửa 6 còn kịp á. Giờ vét gương lấy con đời 24 mảnh luôn thầy. À, 21 mảnh, đợt này có 21 mảnh nè em. Thì sau này 21 mảnh. Rồi sao còn có 40 em vậy, học sinh của thầy đã mất tiêu hết trơn rồi. Những em đi đâu hết rồi. Lên đông đông mấy đứa ơi, ngày hơn 10k step nên không có gì phải lo. Đúng rồi, một ngày chúng ta có 10k8. Level 6 mấy đứa lên là một ngày chúng ta có 10k8 nha.
không à, cái gì mà cúp học vậy? Ờ mấy anh em hả, mấy đứa đúng rồi, mấy em xin cúp học không à, còn có 40 em mà biết từ ngày nào cũng vậy chưa, cúp học cái nói với thầy hoài sao đánh lâu vậy thầy ơi. Tại vì thầy bút tùm lum với mấy đứa không có là thầy ngủm mất tiêu rồi. Mấy cái này nó bút tứ tung hết trơn chứ không phải là sao mà lại nó được. Đấy, nó bút máu kìa. Gán đợi sự kiện của tôi ven một con rồng đê lấy thêm 4 mảnh nữa được rồng đê. Con bê hả? Ai BN ạt game này không? Thôi em game này bây giờ không biết có ai BN không. Bây giờ làm nhà em lên trên phở bò em hỏi thử đi. Em phở bò cái em lên em tìm kiếm em nhập thí mẹ mấy cái từ mà giống như là cái tên này là Grand Mania Legend nè, rồi em xin tham gia vô mấy cái group của nó đó hỏi nó coi. Chứ ở đây là thầy em có rồi đó. Mèo ơi cái gì vậy? Thôi thầy đi vô luôn này, lâu quá để coi. Ôi Tàng ơi thầy tới cái gương 2K rồi. Èo ơi lâu dữ à. Thôi mở luôn mấy đứa ơi, tưởng đâu tới đâu ai về tới gương 2K đánh lâu lắm. Gương 2K đánh lâu lắm mấy đứa ơi, đánh tới 2K điểm lận. Thôi đi chúng ta sẽ vào mở luôn nha. Thầy vào mở luôn. Rồi thầy sẽ vào mở gán lấy được con Long Quân luôn mấy đứa ơi. Hiện tại Long Quân của thầy là nhiêu mảnh này ta, Long Quân của thầy nhiêu mảnh không biết nữa. Long Quân của thầy 85 mảnh rồi mấy đứa ơi, bây giờ gán lấy con Long Quân luôn nè. Bây giờ thầy có 90 vé nha. Đây 90 vé đây. Và đây chính là 90 vé đây. Rồi chúng ta tiến vào mở nè mấy đứa ơi. Long Quân. Bèo ơi sao mà ra gì bèo giờ có hai mảnh vậy? Sao mà ra có hai mảnh ở đây vậy? Rồi Long Quân chết luôn. Ôi hai mảnh vậy ta. Long Quân x3 đi. Nổi. Bây giờ Coconut hả? Coconut thôi lấy vé luôn mà. Thì đảo ra vào lại mới được. Thầy ơi có cách nào kiếm cái năng lượng chiến đấu nhanh không? Năng lượng chiến đấu nhanh là trừ khi mà mấy đứa đi đi mua cái ba đi bay cái bát đó. Bay cái bát đó mấy đứa đi bay cái bát là mấy đứa có mấy chục cái năng lượng luôn đó. Một cái bát có mấy chục cái năng lượng là nhiều lắm. Năng lượng chiến á. Nhiều nhiều gì nè. Ít nhất là cũng phải cho bốn cái gì nè. Tèo ơi, cái con Atomic này á nó ra một đống mà con Long Quân nó không ra gì trơn á. Game gì đấy thì cho thầy một follow kênh liền đi em ơi, Gaganmana Legend nha. Đó, cho thầy một follow kênh nha. Rồi thanh kiều em luôn. Ai chưa có follow kênh cho thầy một follow kênh luôn nha. Gaganmana Legend đây. Ừ, nhiều nhiều gì này mới được, nhiều nhiều mới được. Rồi thanh kiều hay buồn về đêm luôn, đã follow kênh thầy luôn. Atomic đó mấy đứa nó ra một làng luôn mà cái con Long Quân nó không có cái gì hết trơn. Chắc chết gì đâu không à. Long Quân x3 đi, x3 đi nhiều nhiều lên mới được. Kiểu này là không được Long Quân luôn rồi mấy đứa ơi. Rồi luôn, có 92 à. Hồi đó em cũng có chơi mà giờ bỏ rồi, cái này vui lắm. Trở lại đi, comeback đi mấy đứa ơi. Quân quân ra kiểu này là không được. 94 mà còn có 22 à, 22 vé à, mấy đứa. 22 vé cuối cùng mà. Quán đợi sự kiện gì á? Sự kiện event gì, event 1 con rồng đê.
Thêm bốn mảnh nữa được gồng đê rồi, gán lên bé hai để chết rõ ràng không, đứa thấy không, ba mảnh là tâm ít long quân thì một, cái này là nó ém nè, gái nó ém rồi. Thầy like lâu chưa, thầy like nãy giờ được 40 phút rồi đó, rồi không có con nào luôn. Bó tay bó tay, để tôm lên này kìa, mở cái này coi. Hèo 96 vậy là rồi, vậy là thua mấy đứa ơi, Long Quân thua rồi, Long Quân không lấy được rồi, Long Quân không lấy nổi rồi. Ý hai mảnh em học nha anh, rồi bye bye bé hai, đi học đi em. 54 em rồi kìa, 54 em xem rồi kìa, đồng dữ nghe, tối nay lên nữa mấy đứa ơi, ai chưa có follow kênh thầy cho thầy một follow nha, tối nay chúng ta live tiếp á. Nè cái con này nè, ngày xưa á, là nó cho phi, bây giờ gái nó sale luôn, sale với giá cũ ba, bó tay. Con này cho free anh ta anh em ta mẹ rồi đi, người ta xem video được mà sao em không xem được thầy, xem video gì, xem quảng cáo hả, xem quảng cáo được mà em xem quảng cáo em kiếm nhiều cũng được nhiều thứ lắm á. Cái rồi giờ này bữa nay bèo rồi, cái tháp cho cái cục sự kiện em sale còn 49, dứt 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 được được em, được em 49 cành dứt đi. Ủa cái tháp ba nào, quên nữa, cái tháp này hả, cái tháp này giờ này hơi bị trễ nha, đâu rồi đây cái này hả, ơi cái này hình như là bây giờ, nếu mà bây giờ là có trễ quá không. Rồi Thanh Kiều với Tôm luôn, thầy được cây kem nha, có đứa nào coi cái này bây giờ có trễ quá không mấy đứa. Quên nữa, anh cho em hỏi cuối làm sao để không quảng cáo, em phải nợ AB vô, em nợ AB vô mới được nghe, em nợ AB vô mới hết quảng cáo nha em. Cái này là trễ rồi phone, giờ này mấy đứa đừng có bay, mấy đứa bay giờ này trễ rồi, kịp mà thầy. Không, ý nó là cái đứa em nó hỏi á, mới nãy thằng em là nó hỏi giờ này nè, cái này là có được không, bây giờ là đừng có bay cái này, bây giờ là trễ rồi, mấy đứa đừng 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 có mở qua cái này nha, đừng có bay cái này nha. Mấy đứa bay là phải bay cái lúc mà sự kiện nó mới vừa đầu tiên á, giống như là nó mới vừa ngày đầu á là mấy đứa bay còn còn được đó, là bây giờ là mấy đứa bay là uổng rồi, tại vì nó tích lũy mà, một ngày nó cho chúng ta là 1 giờ là được 60 richer đó, một một ngày là được một một k đó, một ngày là mấy đứa được 1k nè, 10 ngày là được mấy đứa được 10k đó, 10 ngày sự kiện là được 10k luôn, có thêm được 10k richer nữa, mà bây giờ là gần hết rồi đó, gần hết là bởi vì là bây giờ là mấy đứa lỗ rồi đó, mấy đứa đừng có bay nha, đừng có bay lỗ đó. Bữa đủ mà không thấy chưa, bữa đủ mà không ấy rồi, hello bé nốt luôn, trưa nay bèo rồi nghe, trưa nay sớm giờ được mới có 1 2 gói mì mấy đứa ơi, có ai cho ly cà phê uống mấy đứa ơi, kiếm mì ơi. Trưa nay là không ai cho cái gì hết trơn rồi nè, like được bao lâu, sớm giờ thầy like được 40 phút rồi, 45 phút rồi, rồi bây giờ thầy vào chiến tiếp mấy đứa ơi, 67 mới 67 mà kỳ thôi, nói em bị ba thằng đánh đó thầy, cái gì vậy, cái gì ghê vậy, vụ gì mà ba thằng đánh nhà em dữ vậy. Nghèo ơi nó né, dự phòng nó thiệt chứ. Vào chiến thôi. Tự nhiên đang ngủ cũng ra ba thằng đánh. Chó tưởng là bị đâu rồi chứ. Auto cho nhanh thầy, không không được em ơi, em đánh cái này auto làm thua không được, đánh đanh nó là không có được auto nha, đánh đanh auto là thua đó, cái này là nó hơi bị căng xíu mấy đứa, đừng có không có được auto đâu,
Cái gì gồng đanh nó mạnh dữ lắm, mấy đứa ao tu đâu có được. Tối em định mở gương cuối ở level 5 mà bị gãy hệ. Đó, thấy chưa, mấy đứa thấy cái sự quan trọng của nguyên tố chưa? Mấy đứa gãy một cái rồi là rồi khổ luôn. Nghĩ là khổ liền. Còn á, còn á. Thầy MUA ba con rồng đó hết nhiêu vậy? Ba con này hả? Không, ba con này là thầy cài bình thường mà đâu có MUA đâu. Ba con này là bình thường em. Ba con này đi sự kiện. Đi sự kiện là nhận à. À, chưa nhìn em bị đánh mà bất lực, còn 13 giây nữa mới hồi sinh. Như gì đánh như gì vậy? Nghèo ơi. Bật gì vậy thầy? Bật gì vậy thầy là sao với Nam? Quá lỏ, 8 điểm không được 9 rồi. Ồ, 8 điểm quá lỏ luôn. Tôi tưởng đâu mà thi được 9, 10 điểm. Bây giờ có 8 điểm gì Thịnh, quá bèo gì Thịnh ơi. Thi được 8 điểm mà tràn. Thầy có nợ AB không? Có nghe bé su gì beta. Thầy có nợ AB mà lâu rồi, còn bây giờ thầy chuẩn là thầy cà chai rồi. À, em nào chưa có follow kênh thầy cho thầy xin một follow kênh với mấy đứa ơi. Tối nay là thầy có lại tiếp đó, bởi vì là mấy đứa nhớ follow kênh thầy nha. Tối nay chúng ta lại tiếp ạ. À. Ủa? Có quên cái gì vậy? Không vậy? Full cấp mấy? Hiện tại full là 120. Nhưng mà nếu mà mấy đứa có thêm được mấy cái táo á, thì nó sẽ full là 125 nha. Đó, 125 là full luôn. Mà bình thường là chúng ta sẽ full ở 120 nha. Mấy câu chặn người em lưỡi chứ không biết làm. Rồi nói gì cho 8 điểm là quá ngon rồi. Kìa 54 anh em xem rồi kìa. Rồi hello cái hai đã quay lại luôn. Mười mấy em rồi, gần 60 em lên xem luôn kìa. Em nào chưa có follow kênh cho thầy một xin một follow nha. Rồi Sơn gì si tình luôn, có anh si tình Thanh Kiều em đã follow kênh luôn. Ủa cái gì ngẫm cù đèo người ta, vụ gì vậy? Vụ gì mà thầy ngẫm cù đèo thì chưa hay gì hết vậy? Hèo ơi, like nó quánh giờ này quá dữ. Like nó quánh quá quánh. Rồi, thanh chị bé đẹp trai luôn. Ý, không được. Rồi, thanh chị Nguyễn Huy luôn rồi, xong hết rồi. Mấy đứa ơi, thôi thầy trở lại từ đầu luôn. Quá chàng, nó quýnh thầy sơ đôi sướng dững hết chân. Rồi game này không cho lưu xó là mất hết đâu có bà Khả Xanh. Game này chúng ta có mà em, internet với lại phở bò với lại GG rồi đâu có mất đâu. Trời ơi, thầy đổi mấy cái điện thoại rồi đó. Thầy đổi mấy cái điện thoại rồi mấy đứa. Chơi vẫn bình thường mà. Mấy đứa iOS vẫn lưu được. Đúng rồi, iOS lưu được bình thường luôn. Cái nào cũng lưu được hết luôn, đâu có bị mất đâu. Không có chỗ lưu, làm gì không có chỗ lưu. Đây nè. Mấy em khi mà mấy đứa vào game rồi, mấy đứa nhớ connect nè, bên góc bên phải nè, nhìn kỹ nè. Đây cài đặt nè. Nè, vào cái phần connect nè, đó. Đó, một cái GG với lại một cái là phở bò. Rồi hello chị Hay Lành luôn. Rồi hello chị Hay Lành. Chị Hay Lành ơi, em còn thiếu như gì mục tiêu còn tới mười mấy ly cà phê kìa chị Hay Lành ơi. Chị Hay Lành cho em xin mười mấy ly cà phê ơi. Bữa nay giờ này không ai cho cà phê uống hết trơn rồi, còn thiếu tới mười mấy ly cà phê luôn. Sao em like kỳ chị không mở được màn hình to? Là sao mở được bình thường mà. Vào đâu cho em, vào đâu chị, vào đâu bây giờ em biết đường chỉ sao nữa.
À, hại Nguyên Thủy chơi ngon không? Nguyên Thủy không em, Nguyên Thủy chơi không ngon. ADT thôi em ơi, bơi nếu mà mấy đứa có đề rồi mấy đứa không cần chơi bơi, đâu bơi bèo lắm. Chắc ý bạn ấy là tại nguyên trong game Bushida lắm, đúng rồi. Đâu rồi, làm gì mà quên rồi, mới nãy nói vụ gì quên rồi ta? À, đang nói cái vụ mà là connect với lại phở bò với lại GG phải không? Đây cái chỗ mà connect phở bò với GG nè, là mấy đứa connect vào thì tiền nữa là mấy đứa nhập vô lại là không có bị à. Rồi mới làm về thầy ơi, cái ly cà phê trên đầu kìa chị hay lành. Đúng rồi, cái ly cà phê trên đầu đó, bấm vào đi, bây giờ thiếu mười mấy ly cà phê kìa. Ôi bé cuốn đã trở về rồi. Bé Thanh luôn. Cà phê nằm ở đâu chị không có thấy, trời ơi bây giờ biết đường chỉ chị sao đâu. Mỗi là mỗi người coi là đều hiện lên cái bảng mà mười mấy ly cà phê nữa mới đủ nha. À thiếu 19 ly, đúng rồi em mới có một ly à, còn thiếu tới 19 ly lận. Thôi bây giờ đi chiến tiếp với đứa ơi. Game gì đâu mà kiếm mấy con rồng le dành khó muốn chết, ghép hoài không ra le dành. Ủa le dành là dễ mà, le dành mấy đứa bây giờ là dễ, mấy đứa mà là thôi luôn đó. Ai muốn like Liên Quân mà không đủ phờ lo nhắn mình hỗ trợ. Ok bạn ơi, tôi like Liên Quân này bạn Trung ơi. Ở đây không ai like Liên Quân hết trơn. Cà phê là gì vậy thầy? Cà phê của thầy đó, ly cà phê văn mê đó mấy cuốn. Tự nhiên hỏi gì. Cà phê văn mê của thầy đó. Cho em xin tên game phát lâu quá quên rồi. Garanmana le dành luôn bé Bạc Hà ơi. Rồi anh em là 54 anh em xem kìa, ai chưa có follow kênh thầy cho thầy một xin một follow nha mấy đứa ơi. Tối nay chúng ta sẽ live trước 8 giờ nha mấy đứa, follow kênh thầy để có gì thông báo 8 giờ tối nay nha. Rồi một ly cà phê từ bé cuốn thân yêu của tôi. Thanh Kiều em. Chơi mà cứ nhả tê trên KO cao chả bảo sao bị. Ơi ơi Thịnh ơi, đánh được 88 co đó Thịnh, anh đánh 88 co rồi. Thanh Kiều Aku luôn, Aku. Em tự mờ qua nhé rồi. Cà phê mà bây giờ chỉ kêu là em tự mờ qua luôn rồi luôn. Cái gì chị chuyển tiền vào tài khoản. Cái này chị chơi giống Hưng rồi, đổi chị chơi giống Thịnh rồi, Thịnh nữa. Này là anh chơi NB có, hồi đó anh có NB mới lên được VIP 20 đó em. NB á mới lên được VIP 20 á. À, Thổ Dân nên đổi con nào ngon? Anh em tính là xếp team gồng Golden và Odin và con gì? Con gì bây giờ nè? Lỡ rồi giữ con Thổ Dân lại luôn đi. Đợi xong cái sự kiện tê á mấy đứa. Đọt đưa con tê vô. Giữ Thổ Dân lại luôn đi, lỡ rồi mấy đứa up nữa thì sẽ tốn nguyên. Thôi bây giờ đợi sự kiện tê tới rồi mấy đứa up con tê lên luôn. Đang chuẩn bị có tê tới mấy đứa up tê đi đừng. Ngồi bé cuốn rồi, cầm bé cuốn. Bé cuốn nãy giờ vô quốc 3 uống ly cà phê luôn rồi, 5-6 ly. Đó, mấy đứa là nhớ nghe, mà đang nếu có đang mà chuẩn bị á, mà chuẩn bị build team tiếp á thì ngừng lại liền để tới tơi tới rồi mình build cái một luôn cho đỡ tốn food. Tơi ngon rồi mấy đứa. Mấy đứa làm cái luôn. Năm mươi hai em xem rồi kìa. À, thầy like lâu chưa? Thầy like tiếng rồi đó, bé cún ơi, thầy like cái tiếng rồi đó. Nào có đánh si nữa, chưa biết nữa em, chắc vài ngày nữa là si nó có cái mới chứ gì. Vài ngày nữa chắc có si á. À, Thổ Dân đam ba lây mà mắc nó thì sao anh? À, Thổ Dân hả? Không có gì đâu, Thổ Dân đam nó xám ba mà. Chừng nữa em thì lấy mấy con khác em thế vô của mình tự thôi.
đun thêm nước. Tối thầy mấy giờ lại? 8 giờ nghe bé cuốn, 8 giờ. Chị phải mà bày cái đó, nói vậy thôi chị ơi, nói vậy thôi chị ơi. Nói vậy thôi không không sao đâu. Cũng như đó là nếu mà chị có sẵn á thì chị ấy không 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 được thôi, mất công lắm. Divide phút giảm ST vào với tăng đam đúng không? Divide hả? Divide mấy đứa bút là tăng đam thôi em, không có giảm cái ấy nha. Bút tăng đam. Tăng đam cho toàn đội với lại tăng đam cho một mình nha. Đó bị divide nó có hai nhánh, một nhánh là mình nên với một nhánh là cho ba con. Bút ba con thì nó sẽ ngon hơn mình nên nha. Divide lên mát led hay là gây mát led nha em. Em chơi mình nên là hơi khó đó. Em chơi mình nên là phải phải có tìm mấy con kia nữa đó, chứ không phải chơi chơi mình nên là nhũng à. Cũng được, cũng được. Chức năng Odin chiếu ánh sáng là Healing không cái gì đa đa dinh á mấy đứa, đa dinh aura á, ngu ngủ đi mấy đứa ơi. Cái gì cái vụ mà Healing Light đó đó Phong, mình thấy không có tăng bao nhiêu máu chân mấy đứa, thấy không có tăng nhiều máu chân, chết gì đâu không mà. Gì vậy? Nên tạo ạt mới nâng mỗi con lửa lên 100 không thầy. Chết nữa rồi đó mày, chết nữa rồi đó mày, chết nữa rồi đó. Kim cương nhiều với anh bé Nghĩa ơi, cài đó bé Nghĩa, thầy cài muốn xỉn luôn đó. Em ấp con bơi 3 ngày lâu ghê luôn thầy. Ừ con bơi tới 3 ngày lận mấy đứa, còn đơi nữa, còn đơi mấy đứa ấp còn dữ nữa, đã tay nữa, đơi 4 ngày. Cái đanh mình để giành được thầy, cái đanh mấy đứa có thể lấy được cái này nè mấy đứa, đi mấy đứa lấy step nha mấy đứa đánh step rồi mấy đứa đi á, mấy đứa đi trong đanh mấy đanh. Ủa tới giờ mà mình chưa đánh để đi đanh nữa hả? Đanh thì mấy đứa để giành cái token, token mấy đứa để build cái đảo đó, mấy đứa mở cái đảo đó để giành token đó mấy đứa. Một đứa một ca điểm. Đó chính là sức mạnh của level 6. Lên level 6 đi, một bước đi vạn dặm đao. Cái đành mấy đứa để dành token để mấy đứa mở đảo hoặc là mấy đứa đi lấy kim cương đó, nhiều cái mấy đứa mở ra gì mấy đứa cảm thấy ngon mấy đứa lắm nha. Nó cho chúng ta ba sự lựa chọn lận, mỗi một step á hoặc là mỗi một đường á mấy đứa mở, nó cho ba sự lựa chọn đó, mấy đứa lấy cái nào thấy cái nào ngon thì mấy đứa giữ. Lo thì quá chắc tạch Odin, lo thi quá chắc tạch Odin. Trời ơi rồi Thanh Kiều bạc hà xanh đó, follow kênh thầy luôn. Lấy gồng được mà gì mà đăng ký thầy cái gì vậy, lấy gồng được mà được thầy là gì vậy, bé Nam nói gì trời, bé Nam ghi gì khó được luôn. Em bước khúc đó hết 4-5k mà nó ra mảnh. Hôm qua khách đông bỏ đó, hôm qua khách đông mà hôm nay mày cho thầy có 3-4 cây bông mà đó, mày coi được không? Rồi bé hai dặn luôn, Thanh Kiều bé dặn đó, follow kênh thầy luôn. Được là đúng không á thầy? À đúng không á hả? DK là đúng không á hả thầy? À mấy đứa ơi, cái này từ ngữ mình nó Việt Nam mình nó phong phú đa dạng, mấy đứa ghi không biết đường đọc là được hay là cái đó. Dán đi đi mạnh tây á hệ ngon đúng rồi, Odin mạnh bà cố luôn, tây còn mạnh nữa. Nhưng mà đợt này nè mấy đứa nhớ nghe cái vụ mà build team nha, gắn ngừng ngừng lại đợi chuyện tơi xong rồi build cái một nha, đừng có build giờ nha. Bây giờ mấy đứa build D đi, em không lấy à chị gì bỏ luôn, thôi để đi nữa em lấy chị á. Nào chị về nước đi rồi em lấy, nào chị về Việt Nam đi rồi em ra ngoài đó em lấy mới được. À cụ của em cửa 5 mở 3/5 rồi kịp không? 3/5, 3/5 giờ này vẫn chắc có thể kịp á em, giờ này vẫn còn kịp nha, 3/5 giờ này còn kịp. À, để em với anh Phúc cầm cho. Đợi chị nào chị về nước đi rồi em ra ngoài em lấy cái đạn về luôn cho nó bè. Mà con rồng lờ tháng này yếu muốn ẻ tự nhiên có hệ gió,
Thì đúng rồi, trong khi đó thầy có kêu mấy đứa ra là năng con gồng tháng này đâu. Gồng tháng đợt này nó em mới chơi nè. Ừ, bé hay dặn vui đó em ơi, cài em rồi. Lại một em newbie nha, cố gắng nha newbie ơi, chuẩn bị cái sự kiện tơi tới luôn đó. Mấy 2k rồi mấy đứa ơi, ra thì ra thì mở tiếp đi, ra mở cái này lấy vé đi. Đây nè, nó ra nó gì nè, mấy đứa lên tới gương 2k thì nó ra gì nè, còn mấy đứa muốn lấy cái nào đứa mới lấy đó. Một cái bình Fury này là không nên lấy nè, bình Fury này cù bắp mà giá tới 2k là không ai lấy nè. Một là lấy cái token, hai là lấy vé thôi, mà bây giờ đang có sự kiện chúng ta phải dùng vé thôi đó, vậy đó. À, để năm ngoái tới giờ, năm ngoái chị về nước ở chồng em ra gặp chị mà không có nhớ đâu. Game này tải ở đâu vậy thầy, nữa đã chết nữa rồi đó ha. Đạt lỗ cài 45 gương 2k rồi anh, gì dữ rồi trời bó tay. Mà tự nhiên like ra gồng lờ bị mắc cái like rồi 400 năm lận, 450 lận, 450 á là mấy đứa like cái nào quên rồi ta. Mấy đứa lấy con ánh sáng, mấy đứa like với lại con lá. Mấy đứa lấy ánh sáng like với lá là được 450 nha. Ánh sáng like với lá hoặc là bóng tối like với lá nha em. Ánh sáng like với lá hoặc là bóng tối like với lá ra 450 á. Chơi free vô được sự kiện đây hả thầy? Tơi chơi free là sao em? Cái gì tơi chơi free là gì? Tao chơi free hả? Được như sự kiện đây hả thầy? Là gì, nói gì ta? Quân nói gì quân? Mà gồng đây em mới qua cửa 6, qua cửa 6 còn kịp nha em. Thì thầy cũng vậy thôi, mới qua cửa 6 hình như là có mở. Có mở được gương nào chưa ta? Chưa chưa có đủ để mở gương nào luôn mấy đứa ở đây. Cửa 6 phải không? Cửa 6 là ừ đúng rồi, chưa có mở được cái gương nào hết trơn á. Đi có vài bước à. Rồi bye bye chị, bye bye chị, ngủ chị ngủ ngon nha. Rồi chúc chị ngủ ngon. Chưa luôn anh ơi. Đây thầy cũng vậy này, mấy đứa có mở được cái gì đâu. Một bước một bây giờ là 500. Nè, ở đây là 550, đây là 528. Bước hai cái hết trơn luôn. Hướng trên hả? Hướng trên hả? Mới đi được mấy bước hết rồi. Chùm đất bao giờ ra lại anh? Chùm đất không biết nữa. Nhưng mà chắc có lẽ là nếu mà bây giờ nó ra lại thì lơ mơ nó sẽ ra theo cái hướng là biết gì không mấy đứa? Nó ra y gan với con chùm nước vậy đó. Nó sẽ ra thêm một cái phiên bản nữa. Cũng là chùm nhưng mà nó ra cái phiên bản y gan như con chùm nước vậy đó. Là hai con chùm nước. Rồi từ đây về sau chắc có lẽ là nó sẽ ra hai phiên bản vậy đó mấy đứa. Tại vì nó hết ý tưởng rồi và nó muốn ăn của chúng ta nữa. Nó muốn ăn lúa của chúng ta gái. Gồng tháng này xấu quá anh, game có tâm dữ. Ôi gồng ơi, bây giờ nó ra nhiều lắm, nó ra quá gồng luôn. Đất phải có hệ A mới đỉnh tối ưu. Đúng rồi, có A vô. Có A bút thêm cái nữa, ngon. Rồi cái kia 54 em kìa. Giờ không biết còn kịp Odin không. Level mà kẹp kẹp nghe, kẹp tính rồi hết rồi mấy đứa. Cái level 6 này tính rồi nè, đâu rồi? Cái level 6 này tính rồi, với lại cái thời gian chúng ta là còn 4 ngày thầy, bữa nãy thầy tính luôn rồi. 4 ngày mấy đứa là có là một ngày mấy đứa có 10k tam, 10k 8. Mấy đứa có 10k 8 điểm. Thì 4 ngày chúng ta sẽ có là như gần 44k đó. Như cho 42k đi. 4 ngày mấy đứa có 42k, nhưng mà cái level 6 này mấy đứa mở tổng cộng cũng có hai mấy 30k gì à. Đó là mấy đứa cũng cũng còn dư step đó mấy đứa. Còn nếu mà hiện tại ai đang ở level 5 nha, đứa nào đang ở level 5 là hơi bị hiêu. Đang level 5 là hơi bị hiêu đó nghe. Level 6 thì được. Gãy hệ tùm lum tùm la chắc bỏ. Đã nói rồi, cái vụ nguyên tố nó rất là quan trọng nha mấy em. Đây nè, bây giờ nói lại cái nữa, cái vụ build nguyên tố nè, build team nguyên tố nè. Đây đây là chúng ta có 15 nguyên tố hết thảy, mà newbie á là khi mà mấy đứa nhận được cái con thành nét với lại phở bò là cái con trâu đó, mấy đứa sẽ có được lửa gió đất đó. Sau đó mấy đứa tiếp tục là nhận được cái con Guardian, là mấy đứa có metan
Metan xét vôi đó, metan xét vôi là có thêm 3 nguyên tố là 6 nguyên tố. Vậy mấy đứa còn thiếu là nước, lá, bóng tối, ánh sáng, lè dành. Nước, lá, bóng tối, ánh sáng, lè dành. Là bây giờ kiếm thêm con nào mà có nước, lá này đi với ánh sáng thì là được rồi. Ba con mấy đứa chín nguyên tố là đi ít gãy lắm. Ba con chín nguyên tố mấy đứa đi ít gãy lắm. Cái gì vậy? Tóc tóc người cảnh báo like của anh cố tình. Cái gì vậy ta? Ủa? Nãy giờ tóc tóc có kêu gì không mà sao mà nhắn gì kỳ vậy? Ủa tóc tóc nó có nói gì với anh chưa mà mấy đứa nói gì vậy? Để anh coi lại coi. Nó dụ anh hả? Tào lao nữa, đã chết nữa rồi, đã tờ rồi, cái thằng nào vậy trời? Cái thằng nào mà nó chót chót gì đâu mấy đứa, công nhận thiệt chứ. Đó, cứ vậy hoài đó. Cái lớp dạy mà nó cứ vậy hoài luôn á, tàn ơi, khổ tâm tôi hết sức gì đó. Thầy giáo có tâm nhất các nước Việt Nam này luôn. Thầy giáo có tâm nhất các nước Việt Nam này mà trên toàn thế giới mà bây giờ nó làm vậy nữa. Giết chắc xỉu. Nó tính nó nghĩ cho like luôn đi. Nè, đứa nào muốn biêu biêu thì gán nha. Anh coi ạc chị hay lành có tê không? Ạc chị hay lành hả? Không nhớ. À chưa chưa, để đi vô đồ vô coi ạc của bả coi. À đây đây, nó nằm ở chỗ nào quên rồi. Đây bây giờ vào cái ạc của bà chị hay lành chúng ta hiện tại bà bị tụt xuống hạng. Đây 15 rồi, bà bị tụt xuống 15 rồi. Rồi bà phá rồi. Bà phá không cho xem. Bà hay lành bà phá không cho xem rồi. Không biết bà có gì nữa. Bà bây giờ bị tụt xuống 15 rồi. Mới đi học về hả? À, anh con chùm tê hệ con chùm tê hệ lửa mạnh không anh? Đam 90 đó em, nó bằng với lại con chùm A với D. Mấy con tê mà chùm á là nó sẽ là đam 90 nha mấy đứa. Rồi the where kìa, the where mới đi học về hả? Mấy giờ người ta? Ôi gần 5 giờ rồi. Tối nay là 8 giờ nha mấy đứa ơi. Em quay lại rồi đây. Rồi bé Tiên nó quay lại. À, thấy bà rồi chú ơi. Ủa vụ gì mà thấy bà nữa em? Cái gì từ từ bình tĩnh nói coi nè. Để thầy giải quyết cho. Cái vụ gì? Em mở hên xui 4 trên 5 gương thì hên xui kịp. Bây giờ cứ mở đi. Kịp. Cứ nói là kịp đi mấy đứa, cố lên. Còn thời gian, chúng ta còn thời gian mà. Con liên kết rồi mà sao lót lại không được. Ủa? Ờ, mới nãy con đăng nhập vô game con để con nhiêu tuổi? Con đừng để dưới 18 tuổi nha. Con đê bút gì vậy thầy? Con đê mấy đứa bút là mát lét nha mấy đứa. Mát lét xin nha. Mấy đứa đừng có để gây lét xin nha. Nó không hiện cái dòng kia. Nó không hiện dòng kia vậy là đúng rồi. Con không, con để dưới 18 tuổi hay gì rồi. Nè nó không hiện cái dòng này phải không? Cái dòng connect này nè phải không? Nó có hiện. Rồi để dưới 18 tuổi rồi nó không hiện rồi. Em có gói 49 cành được 10k không? Tấn ơi, 10k bây 10k đó là không có đâu. Tại vì hết rồi. Tại vì mấy đứa để cái độ tuổi không có đủ. Bây giờ xóa thử đi, xóa luôn đừng có connect, xóa tải lại đi. Check lại đi con Tyrannus đam 86 thôi nó không được 90 như chùm tê lửa. Anh check lại đi coi gì con gì? Tyrannus hả? Tyrannus là con nào vậy? Ở cái con chùm đầu á hả? Em tạo ạc ra 99 tuổi. Tạo ạc đã 99 tuổi vậy. À, tê hả ta? Nó cũng tê nào. Rồi hello bé Yến luôn. Ok bye chua chờ tin vui nghe nghe chú. Ok ok bye con luôn. Xóa dữ liệu vô lại. Ừ. Rồi Yến 48 em mày. Thầy tê thầy còn thiếu cái đóng cả làng luôn mấy đứa. Review Stardust đi thầy, like con đấy chơi ngon.
Stardust ngon mà ta mà em. Stardust ngon á. À, biết. Bóng tối ánh sáng. Đây, Stardust đây. Stardust đam 71. Bóng tối ánh sáng với voi. Ngon nha, con này cũng ok đó. Mấy đứa up con này được mà. Mấy đứa up con này được mà. Em chưa có con tê nào luôn. Đè sự kiện tê tới mấy đứa có. Mà là mấy đứa vừa up D, mấy đứa vừa up tê luôn. Là ngon rồi đó. Vừa up D vừa up tê luôn nha. Up con D này xong là qua tới sự kiện tê là mấy đứa lấy con tê up luôn. Bởi vì là sẵn build team là để tê luôn nha. Đừng có giờ đừng có build mấy con gì tào lao thêm. Bây giờ là build con D trước đi. Đó mấy đứa đang có sự kiện D, build con D trước rồi tới tê là vô con tê là ngon luôn. Con đó sao ngon bằng hệ lửa anh. Con này nè phone, ý mấy đứa nói là con gốc két đó phone. Gốc két 1 giờ đó phone. Đâu rồi? Gốc cơ chứ. Nè, đâu để sẵn thêm mà một cái nữa đó chính là cái gì ta, ánh sáng không phải ánh sáng mà nó là gì, xét nè. Mấy con này là đam 74 nè. Ê, biết đam 74 là cái dòng đam cao nhất hiện tại của dòng Epic. Đây những con này là đam 74 nha, đam cao nhất nè. Con gốc cơ, con heo hòn, con black hòn và con stocking. Với lại có những cái con mà thêm cái dòng nó có đam 74 nữa. Đâu rồi? Voi cái gì nè, voi. Bỏ cái lửa này coi. Đây nó có mấy con thêm đam 74 đâu đây nè. Đây nè, con này nữa nè, con này nè. Voi bóng tối với lại sét, voi bóng tối với sét. Đó, con này đam 74 nè, đó, con này nó ngon hơn nè. Con sét sa đồ với lại voi. Cái này nó vừa ăn cướp máu mà nó vừa phá mỏ rồi nó vừa cho banao nha. Cái này ngon nha, con này ngon á. Đó, mấy con này ngon hơn là cái con gốc cơ đó mấy đứa. Con này là ngon hơn gốc cơ á. Đây. Con đam 74 này nè. Con Eamon ngon không thầy? Eamon hả? Eamon là nguyên tố gì, làm sao để lấy tê vậy? Bé Nam đợi tới sự kiện tê đi thầy hướng dẫn luôn. Còn không thì mấy đứa qua cái kênh YouTuber của thầy coi lại sự kiện tê nha. Có đứa nào chưa biết cái kênh YouTuber của thầy không? Mấy đứa vào kênh YouTuber của thầy đi rồi mấy đứa xem. Nha, vào cái kênh YouTuber thầy rồi xem sự kiện tê nha. Thầy nào là mạnh nhất vậy thầy? Hiện tại thì có là ADT đang là ba cái nguyên tố mạnh nhất. Chơi City đi, City bây giờ chơi sao mà được đi bé Tùng ơi. Huyền thoại năng skill nào vậy? Huyền thoại là Heyrid deal quá em. Heyrid deal nha. Em muốn chùm tơi hệ đắt anh ơi, em muốn bây giờ mà gái nó ra biết sao giờ. Gái nó đang ra, nó ra chết biết sao đây bé dĩ. Em muốn mà gái nó không cho. Gái nó ra tay lỏ tay lá cho mấy đứa. Mà sự kiện sao tê lá mới đau. Bởi vì mới nói nhưng mà không sao đâu. Đó, đối với thầy nó mới lỏ, còn đối với mấy đứa là ngon rồi, có tê vô là ngon rồi. Mấy đứa kiếm nè, tê lá nước hoặc là tê lá đất. Đó, tê lá vôi. Đó mấy cái ngon ngon không đó. Tê lá vôi, tê lá nước, tê lá đất, ba cái nên ngon đó, ba cái ngon của mấy đứa đó. Kiếm ra cái đó đó. Cái nào mà con nào mà tơi lá vôi, tơi lá đất với tơi lá nước thì mấy đứa là ưu tiên liền. Bill thử team le dành đi. Thôi le dành có gì đâu Bill. Đó, tơi vôi, tơi nước đó, thấy chưa, Thịnh nói nữa. Le dành có gì đâu Yến ơi, team le dành chất quớt không à. Mấy giờ mấy đứa ơi, thầy chuẩn bị đi nấu cơm là đồ ăn. 1 tiếng 15 phút rồi. Tên game là gì ạ? À? Gaganmane là dành nha em ơi. NBT cho thầy xin một follow kênh luôn nha em ơi. Mới tới kênh mà hỏi là cho thầy xin một follow kênh nha. Đã, Gaganmane là dành. Bộ tơi lá yếu lắm hả? Không, tơi lá nó không có yếu em. Nhưng mà tại vì nó có lá nó hơi bị lỏ. Chút xíu. Chứ nó cũng không có yếu gì đâu. Anh em nào chưa có follow kênh cho thầy một follow kênh nha. Rồi bây giờ thầy ốp nha, thầy đi nấu cơm làm đồ ăn mấy đứa ơi, rồi tối tiếp tục nha. Tải ở đâu? Trên CH Play á, NBT. Em lên CH Play mình đó. Đó. Cửa hàng GG Play á. Rồi bấm Gaganmanela dành là được rồi.
Vợ thầy chuẩn bị vô đấm thầy, đậu thầy. Rồi cảm ơn em luôn, đã follow luôn. 8 giờ, đúng rồi, 8 giờ tối nay gặp lại tất cả các học sinh của tôi nha. Bye bye tất cả các em. See you again, see you again. Tối nay gặp lại. Bữa nay bèo rồi đó nghe, bữa nay thất thu rồi đó. Bữa nay mà cuốn không lên là rồi là không có mấy mấy ly cà phê uống luôn. Cuốn cho được 5 ly cà phê uống. Mấy đứa bữa nay là rồi, bữa nay mấy đứa bỏ thầy cho thầy có vài gói mì à. Đâu rồi, tắt đâu rồi.